nha. Hôm nay tôi làm thử, tôi học trên mạng á, tôi thấy người ta làm mứt đậu phộng với mứt mè á. Cái món ăn là thường á, ngày Tết ở Việt Nam mình ăn, hồi đó giờ hồi nhỏ lớn mình biết Tết là có cái món đó à. Vậy đó hôm nay á, mình làm thử, nhà mình á, không có đậu phộng. Mà ông xã mình là thích ăn cái hạt mắc ca này, mình làm hạt mắc ca nha. Có gì làm đó. Mè thì có, mè lúc nào nhà mình cũng có mè hết trơn á. Rồi nguyên liệu là đường với chanh với nè. Đường, nước, chanh, rồi đậu. Mình học của người ta nha cả nhà. Cái lượng nước á, mình học á, mình thấy là một nước một đường. Thì hôm nay á, thì Quyên làm một nước một đường. Bây giờ mình bắt lên cho nó lửa thiệt là sôi, xong mình giảm nhiệt độ lại. Thì khi mà nó cái hạt, cái bong bóng này nó nhỏ lại á, thì mình ăn miếng chanh vô. Miếng chanh để cho đường mình như là đường nó đừng có lợi lại, đừng có bị lại đó cả nhà. Nhưng mà lúc mà làm á là không có được lấy đũa quậy nha cả nhà. Mình quậy cho tan đường trước á, mình phải bắt lên bếp. Mình học thôi nha, chứ mình cũng không có hơi hướng dẫn với cả nhà nha. Làm thử có thành công không? Thành công thì có ăn, còn không thành công thì ăn đậu. Định làm cho ông xã mình ăn lắm, mà ông xã mình nó xui lắm. Giờ dịch với lại gần Tết mà đi đau răng. Tết thì không có nói, tại vì Tết đâu liên quan tới ảnh đâu. Nhưng mà đau răng đau mấy ông dài rồi. Cái nó thôi để từ từ làm, cuối cùng bữa nay đau quá chịu không nổi rồi. Bây giờ mới đi xa lắm, như là 30 cây số mới tới chỗ mà có lịch hẹn trống á, anh vô anh coi răng. Cầu mong là nó không có bị nhiều là tốn tiền lắm. Làm răng bên đây tốn lắm. Bảo hiểm của anh nữa, bảo hiểm của anh là anh phải chịu trách nhiệm 3.000, trên 3.000 thì bảo hiểm nó chỉ trả, còn dưới 3.000 là bỏ tiền túi ra. Đó, dịch mà còn bị đủ thứ hết trơn á. Để khi nào ảnh làm về mà có ấy thì mình nói cho giá cả cho cả nhà biết làm răng bên đây như thế nào nha. Rất là đắt. Mình ấy, mình đi có một lần mình đi kiểm tra răng thôi, còn giờ mình không dám lại nữa. Mỗi lần xin lịch hẹn nó cực. Với lại họ cũng coi sơ sơ hà. Như đó mình ở nhà mình vệ sinh kỹ thì cũng được. Còn đau nhất thì phải lại nha sĩ rồi cả nhà. Đó, bây giờ nó kẹo kẹo rồi nha. Cả nhà nhớ nha, lượng nước với lượng đường bằng nhau. Mình thấy mình học vậy đó. Bắt lửa thiệt là to, đừng có quậy nha, không lấy đũa quậy nha. Quậy là nó lên, nó lợi đường á. Mình quậy cho nó tan trước, xong mình bắt lên lửa to. Lửa to xong cái mình giảm lại. Mình giảm lửa lại, cái mình lắc lắc, cái mình sợ nó không đều thì mình lắc. Đó, bây giờ mình để rửa riêu riêu cho nó sơn lại. Người ta làm mật ong cũng được nữa, mà mình làm đường vàng nè, đường mía. Thử coi nha, ngon không cả nhà. Cái chén nước này là chén nước thử. À, khi mà nó dính dính kẹt kéo kéo ra thì bạn thử vô nước. Mình thấy là chỉ ha. Mình kéo mà nó dính ra rồi cái mình nhỏ vô nước, mà cái hạt đường nó đớt vô nước đó, mà nó thành viên bi á, nó không bị tan ra thì cái lúc đó là được rồi đó. Chưa có dính. Mình cắt hạt mắc ca đi. Cái hôm trước đó mình mua hạt mắc ca mà mình ở siêu thị mình không có tiền trả đâu, không nhớ không? Này nó nè. Lúc trước mua có 2 đồng 59 cent mà bây giờ nó tăng giá hơn 3 đồng rồi. Gói này 125 gram nè. Cái này hơn 3 đồng thì khoảng 80 ngàn. Giờ mình đợi xíu đi, mình làm hạt mắc ca với hạt mè thôi. Kéo kéo mà nó còn đứt chỉ, nó chưa có liền chỉ. Thế sao mình lấy đường vàng không? Đường vàng để cho nó đừng có bị đắng. Tại đường trắng mà thắng hồi chắc nó đắng lâu quá đắng.
Không biết thành công không cả nhà ơi. Hồi hộp quá. Mình ý của mình á, người ta làm á, người ta đổ ra cái khuôn là ở dưới mè, ở trên là đậu phộng, ở trên nữa mè là hành mứt đậu với mè chung á. Nhưng mà ý tưởng của mình á là mình sẽ lấy cái này nè, mình nhúng vô đây, xong mình nhúng lăn qua cái mè, tức mình áo từng cái viên tròn tròn này, không biết được không nữa, suy nghĩ thôi chứ chưa có biết làm được không. Để làm thử nha, cái này là thử nghiệm của mình nha, có thất bại với cả nhà đừng cười mình nha. Mình nghĩ thất bại gì, thất bại thì ăn đậu với đường với mè nó lỏng ra nó tan ra, cái nó rớt xuống nước mà nó tan ra, nó không gom lại, nó không có giữ nguyên hình dáng là chưa có được. Mình thấy cái anh kia anh làm hay quá, thằng ông mà anh làm thấy chuyên nghiệp lắm. Rồi cái giấy lót là giấy kiến nha cả nhà, mình mới kiếm được làm được những giấy kiến ở nhà mình nè, giấy kiến để cho đừng có dính đường á. Là anh lấy cái khuôn tùy theo cái lượng đầu của mình, rồi lót cái giấy kiến, rồi xong anh gài cái mẹ dưới, rồi xong cái đậu phộng á anh cho vô đây, cái anh trộn dính đường áo đường, xong anh để lên cái lớp mẹ đó, rồi xong cái anh đổ thêm lớp mẹ trên mặt, rồi lấy cái giấy kiến ép cái khuôn lại, cán cho nó đi với mặt, rồi xong để chút xíu mà nó dính mà hơi dẻo dẻo là cắt, lúc đó là cắt nha, để cứng có cắt không được, cắt xong rồi gói lên miếng ăn tết. Thử nha, thử cho cả nhà biết cho nó tan cho nha. Ủa, sao có biết nó tắt cái gì cái kỳ vậy? Nó tan, nó hơi gơm gơm, chưa có gò tròn lắm. Nhìn đây nó chưa có hình tròn, nó mới nhú đây nè. Mình cho cả nhà coi nha. Mình cho cả nhà coi viên nè. Cái viên mình nó nhìn thấy cái hình nó hình dáng nó tròn tròn lên, nó gần thành công đó. Cái lần đầu tiên nó bẹp ra, nó không có hình tròn. Mà nhìn trong chén mà nó hình tròn, nó lên hình cái hình tròn á thì được. Rồi nó tròn rồi đó. Tròn rồi cả nhà ơi. Nó tròn rồi, quên giảm lửa nha. Giảm lửa làm cái món của mình. Tắt bếp đi. Thử đi nha. Không nhắm đây chùm chùm. Đây là lời nè. Nhúng nó vô. Rảnh lắm mà, vô nhà chòi mà làm cho vui. Kéo không à, lửa nó kéo nóng. Bỏ vô bớt, bỏ vô đây. Làm tiếp tục nha cả nhà. Hôm nay là phải gắt cái mè lên. Để dính mè đang ngồi, nó nguội nó hết dính. Để chôn vùi ăn dưới đây. Này làm phải nhanh tay hai người á, một người gắt một người quăng ở đây á, giống như bánh cam vậy đó. Cái này giống bánh cam nè. Cho mày làm lộn xộn luôn, mày lợi đường không? Giống bánh cam nè cả nhà ơi. Giống bánh kem hai người làm mới kịp. Cái này qua đây cho nó dính, giống bánh kem thôi à. Cũng được không nha.